Tiếp tục một mẫu xe E200 nhá. Đó. Bán vào cho một bác ở trong miền Nam nhá. Đó, bây giờ anh tài xế là đánh xe ra công ty vận chuyển để lên xe lồng nhá. Để lên xe lồng các bác. Em cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ mua bán xe với em nhá. Tiếp tục một mẫu xe mới về đây các nhá. Đó, bác chủ xe kia thì rất là thích con xe này luôn. Đó. Nhưng mà bác thích có nghĩa là hợp cái mệnh kia. Đó, hợp cái màu kia. Nên các bác quyết định lấy màu kia các nhá. Đó, còn đâu con xe này cũng cực kỳ đẹp luôn. Sau đây em quay chi tiết tổng thành cho bác xem mẫu xe này. Các bác lần đầu xem video của em, hãy nhớ đăng ký kênh và nút thông báo để thường xuyên xem những mẫu xe mới nhất mà bên em thường xuyên cập nhật nhé. Dạ vâng, trước mắt các bác là mẫu xe được mang tên là Mercedes E200, sản xuất năm 2011 và đăng ký năm 2014 các nhá. Số tự động, được mệnh danh là lành và tiết kiệm nhiên liệu nhất trong dòng Mercedes đều nhá. Đó, tại vì sao em giải thích luôn nhá. Đó, Mercedes thì có nhiều loại Mercedes đúng không ạ? Nhiều Mercedes thì chấm 2.0, 3.0 rất là to chấm luôn. Đó, nhưng mà đây là E200 được mệnh danh là lành và tiết kiệm nhiên liệu nhất trong dòng Mercedes. Đó, sử dụng động cơ 1.8 thôi, đường cao tốc nhá, chỉ 7,5 lít thôi nhá, trên 100 cây cả điều hòa. Đó. Rất là tiết kiệm nhiên liệu. Con xe này chỉ bằng động cơ con Atis thôi nhé, cũng 1.8 thôi. Mà con này lại có cả chế độ là Eco Sport nhé. Đó, và một vài thứ trong đây nó sẽ khác hơn những con xe đời 21 khác nhé. Được, đầu tiên em giải thích cho bác này. Đó, con xe này đời 21 này, nhiều con 21 thì đại đa số là cái cần số nó ở chỗ này. Đó, nhưng mà con này đây, nó ở trên vô lăng này con này. Nó công nghệ của đời 2012, 2013 rồi các nhé. Có cần số này, cần số trên vô lăng này, nó rất là tiện, đi rất là sướng luôn. Và toàn bộ đây là nội thất, cũng là nội thất zin này các bác này. Có nội thất zin nguyên bản của nhà máy từ đầu luôn. Có túi khí thì trang bị vòng quanh xe, có nhắc phanh ABS này, điều hòa tự động này, chốt cửa tự động này. Có rèm chắn nắng tự động này bằng điện này. Có cánh cửa cũng có rèm chắn nắng này, được chưa? Đầy đủ luôn. Đằng sau có cả vùng điều hòa đây ạ. Toàn bộ đây điều hòa độc lập các nhá. Điều hòa độc lập luôn. Rất là tiện ích. Đó, ghế da zin nguyên bản của nhà máy từ đầu. Khá đẹp luôn. Xe là có chế độ Eco Sport nhá. Có chế độ tiết kiệm nhiên liệu đó các nhá. Trang bị khá nhiều chức năng an toàn hiện đại luôn. Đó, ghế chỉnh điện đa hướng. Đầy đủ này. Gương kính chỉnh điện, gương gập điện. Điều hòa tự động, chốt cửa tự động nhá, rèm chắn nắng tự động bằng điện. Nói chung là một mẫu xe trang bị khá nhiều option hiện đại luôn. Ở đây là phần ghế điện này các này. Đó, đầy đủ luôn. Màn hình Android đa chức năng này, cảm biến trước sau này. Đó, kết hợp cam lùi này và được trang bị một dàn loa nghe rất là hay luôn. Ở đây là táp lô zin, vân gỗ zin này. Quá xịn xòa luôn. Đây cảm biến này ạ. Cảm biến trước sau đầy đủ nhá. Ở kia cảm biến đằng sau của các nhá. Rèm chắn nắng tự động bằng điện này. Đó, tự động bằng điện luôn. Toàn bộ đây. Nói chung là xe còn cực kỳ đẹp và chất lượng các nhá. Toàn bộ đây táp ly này. Các bác xem này, có đẹp không ạ? Sợ không? Tất cả xe bên em bán ra đều có cam kết bằng văn bản đầy đủ cho bác nhá. Là xe không đụng, không ngập nước. Về cái chất lượng xe em thì các bác hoàn toàn yên tâm. Tại vì sao bên em luôn luôn tuyển chọn và test thử rất là kỹ những cái mẫu xe nhập vào nhá. Đó, xe nó phải đẹp thì bên em mới nhập vào. Đây là các bác mua xe em thì hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng xe. Ở đây là phần vô lăng này, vô lăng tích hợp bàn phím này, tất cả đây những phần logo đây ạ, có còn rất là mới luôn. Đèn là đèn auto nhá, đèn auto luôn. Đó. Xe này có chế độ ga tự động nhá, có chế độ ga tự động đầy đủ luôn. Khá chất lượng. Nói chung là về một cái mẫu xe này thì nó còn đẹp. Đây các bác xem đây, toàn bộ này. Táp ly này. Đó. Xe này bên em chào bán được giá là cũng rất là hợp lý cho bác thôi. Đó. Và đây là phần đằng sau cốp điện nhá. Ở đây ạ, phần đây mở cái chìa khóa này, chìa khóa cũng rất là đẹp đúng không ạ? Các bác ấn một nút này. Đó, nó lên. Toàn bộ đây. Phần đèn sáng này. Toàn bộ đây. Lỉ nguyên bản này. Rất là mới này. Nói chung là xe nó còn zin, còn đẹp các nhá.
Con xe BM chào bán mức giá là 519 triệu. Vậy các bác nào quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 nhé. Ở đây phần gối đầu này có nhìn em chỉnh này. Đó, tự động này. Đầu tiên này, được chưa? Đó. Rèm này lên rất là mượt luôn, tự động luôn ạ. Nó rất là mượt luôn, lên xuống bằng điện luôn. Coi nhá. Nó lên nó rất là nhịp nhàng luôn đúng không ạ? Quá chất lượng luôn. Màn hình đây. Màn hình cảm ứng này, đa chức năng này. Kết hợp này, cam này, cảm biến này, trước sau đầy đủ này. Âm thanh thì trang bị một dàn âm thanh nghe rất là hay luôn ạ. Quá chất lượng luôn. Toàn bộ đây, các bác xem. Đây em mở nhạc cho bác xem nhé. Xong này thì âm thanh thì nghe phê luôn ạ. Và đây là phần gương gập điện này. Rất là mượt mà này. Kính auto này. Dạ vâng, địa chỉ em ở Yên Dũng, Bắc Giang thôi nhá. Đó, bên em thì chuyên bán auto cũ toàn quốc luôn ạ. Và vận chuyển toàn quốc. Giá vận chuyển thì các bác thêm phí cho em nhé. Còn cái giá bên em đưa ra thì bên em vẫn bớt được chút ít cho các bác. Đó, kính là kính auto luôn. Và đây là phần ghế điện này. Các bác xem nào, ghế điện đây ạ. Đó. Hoạt động mượt mà luôn. Chỉnh điện đa hướng thôi nhá. Nói chung là xe còn chất lượng thôi nhá. Sau đây mời bác em xem phần không máy động cơ. Có đèn auto này các này. Có buổi tối tự sáng này. Máy nổ khá êm luôn. Máy con này thì miễn chê rồi các bác ạ. Quan trọng bàn về mức giá thôi. Là các bác chốt thôi đúng không ạ? Chứ còn xe thì các bác yên tâm rồi. Nó còn zin còn đẹp. Quá chất lượng luôn đấy ạ. Lỗ êm du luôn ạ. Thực sự bản thân em còn nghe con xe này máy nó còn êm. Quá thích luôn, nó êm. Dạ vâng, một lần nữa em cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em nhé. Hẹn gặp lại bác video sau. Thân ái, chào, tạm biệt các bác.